Đầu năm là con chim én này nó về nhà mình á, nó làm tổ rồi. Ha, vui quá. À, năm trước nó cũng tới, năm nay nó cũng tới lại. Mà mấy con chim này thật sự rất là dữ. Mấy con chim nào mà ở trong nhà mình là nó đuổi ra hết, chỉ có mình đó thôi.